Thưa quý vị, cả nước lại chính thức bước vào đỉnh điểm của đợt nắng nóng mới. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ hôm nay ngày 22 tháng 6 đến ngày 24 tháng 6, Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nền nhiệt độ phổ biến từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 41 độ. Riêng Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao phổ biến từ 37 đến 40 độ, có nơi từ 41 đến 42 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến từ 30 đến 50%, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 10 đến 18 giờ. Từ ngày 25 tháng 6, nắng nóng tại các khu vực trên sẽ dịu dần. Khu vực Hà Nội từ hôm nay 22 tháng 6 đến ngày 24 tháng 6, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Vâng, thưa quý vị, trong đợt nắng nóng này, chỉ số tia UV ở Hà Nội có giá trị từ 8 tới 9, với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại rất cao nếu tiếp xúc trực tiếp ánh nắng. Khuyến cáo người dân khi làm việc ngoài trời cần che chắn cẩn thận. Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng phơn, cho nên từ hôm nay đến ngày 24 tháng 6, ở Bắc Bộ và Trung Bộ trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 đến 39 độ, có nơi lên đến trên 39 độ. Riêng Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 cho tới 40 độ, cá biệt có nơi lên đến 41-42 độ. Trong hôm nay và ngày mai, nắng nóng được dự báo sẽ đạt đỉnh điểm của đợt này. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng kéo dài trong nhiều ngày nên nguy cơ xảy ra cháy nổ và cháy rừng ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người. Vì vậy, bà con cần có những biện pháp chống nắng cho cây trồng và vật nuôi để giảm thiểu những thiệt hại đáng tiếc do nắng nóng có thể gây ra. Khi phải ra ngoài đồng hay làm việc ngoài trời, cần có những dụng cụ bảo hộ để che chắn tia UV thật tốt, tránh ảnh hưởng và gây hại tới sức khỏe. Cuối cùng sẽ là những thông tin dự báo thời tiết đáng chú ý tại các vùng vào ngày mai. Mời quý vị cùng theo dõi.